Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 1 tháng 6 năm 2021, giá tôm thẻ kiểm kháng sinh tại khu vực Sóc Trăng và Bạc Liêu như sau. Tôm thẻ size 25 con đang có giá 170.000 đồng 1 kg. Size 30 con lớn giá 138.000 đồng. Size 30 con nhỏ giá 134.000 đồng. Size 40 con giá 114.000 đồng. Size 50 con giá 107.000 đồng 1 kg. Size 60 con có giá 102.000 đồng. Tôm thẻ size 100 con đang có giá 84.000 đồng 1 kg. Tiếp theo, xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm dùng trong xử lý môi trường thủy sản của công ty trách nhiệm hữu hạn Tiệp Phát. Sản phẩm siêu diệt khuẩn với công thức diệt khuẩn thế hệ mới giúp diệt nhanh các loại vi khuẩn, virus, nấm gây bệnh trên cá như bệnh lở loét, xuất huyết, thối đuôi, gan thận mũ. Sử dụng siêu diệt khuẩn giúp hạn chế dịch bệnh, tạo môi trường trong sạch giúp tôm, cá, ít phát triển tốt. Ngoài ra, sản phẩm còn dùng để sát trùng dụng cụ, bể ương trong nuôi trồng thủy sản. Mời quý bà con xem chi tiết sản phẩm cũng như cách sử dụng ở liên kết bên dưới. Về chi tiết giá cá giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.